Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đặt ra mục tiêu cho năm 2019, điện thương phẩm đạt 72,5 tỷ kWh, tăng 12,8%, tổn thất điện năng 4,75%, giảm 0,25% so với năm 2018, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 40%, điểm hài lòng khách hàng đạt trên 8,13. Trong đó, tất cả các công ty điện lực có mức độ hài lòng từ 8 điểm trở lên. Năm 2019 này, EVN-NPC sẽ phấn đấu tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện qua trung tâm chăm sóc khách hàng và qua các trung tâm hành chính công, cổng dịch vụ trực tuyến đạt từ 70% trở lên, cũng phấn đấu có ít nhất 3 công ty điện lực đạt tiêu chuẩn ngang bằng các công ty điện lực của các nước ASEAN 4. Đặc biệt trong năm 2019, tổng công ty sẽ điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc khách hàng như triển khai giải pháp trợ lý ảo trả lời tự động khi khách hàng truy cập vào website chăm sóc khách hàng của tổng công ty. Ít nhất hơn 23% số khách hàng sử dụng điện của tổng công ty nhận tin nhắn qua Zalo thay cho hình thức nhắn tin SMS. Với một cái đơn vị mà có truyền thống 50 năm, cái phần phát triển về quản trị và nhất là cái chăm sóc khách hàng. Chúng tôi tại sao cái câu slogan nó thay đổi là vì niềm tin của bạn. Thì vì niềm tin của bạn thì bây giờ nó phát triển lên, nhưng còn vì niềm tin của bạn là cái cốt lõi của chúng tôi. Đấy là mục tiêu là chăm sóc khách hàng. Bắt buộc là tất cả trong lãnh đạo chúng tôi là Zalo của tất cả các khách hàng. Tất cả các cán bộ của chúng tôi đều có thể phối hợp với đây. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với các công ty điện lực tiếp nhận và xử lý 100% cuộc gọi. Đa số khách hàng đều đánh giá cao tính chuyên nghiệp, cách xử lý thông tin nhanh gọn, kịp thời, thực sự trở thành cầu nối gắn kết giữa ngành điện với khách hàng. Không chỉ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng sử dụng điện, trung tâm này cũng là nơi đón nhận những thông tin, góp ý của khách hàng để EVN-NPC ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ điện năng, tạo niềm tin và mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Chúng tôi đã tiếp nhận và xử lý các cái yêu cầu khách hàng là 24 giờ trên 24 giờ. Các cái kiến nghị đó được chúng tôi tiếp nhận và chúng tôi phối hợp với các công ty điện lực để chúng tôi tổ chức việc giải đáp cũng như là xử lý những cái vấn đề mà khách hàng kiến nghị trong một cái thời gian nhanh nhất để đem lại cái sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Thanh Hóa là địa bàn thường xuyên phải hứng chịu các hình thái cực đoan của thời tiết như nắng nóng, bão, lũ ống, lũ quét, dông lốc gây khó khăn rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng. Do vậy, thời gian qua, công ty điện lực Thanh Hóa PC Thanh Hóa đã phải tăng cường giải pháp kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng để phát triển sản xuất kinh doanh. Với phương châm đổi mới mạnh mẽ tinh thần phục vụ, tạo sự thông thoáng trong cung ứng các dịch vụ điện, lấy khách hàng là đối tượng trung tâm, PC Thanh Hóa với tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử, đổi mới cung cách phục vụ, trong đó tập trung khâu cải tiến mẫu biểu, rút ngắn thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, nhất là đối với khách hàng có nhu cầu cấp điện mới, vân vân. Trong vấn đề dịch vụ khách hàng thì điện lực thành phố chúng tôi quan tâm theo các tiêu chí như sau. Thứ nhất là về chất lượng nguồn điện, thứ hai về cái thông tin đến khách hàng, thứ ba về hóa đơn tiền điện, thứ tư là về vấn đề hình ảnh cũng như là những cái truyền thông đến khách hàng. Trong nhiều năm qua thì phải nói rằng là ngành điện lực Thanh Hóa đã có những cái bước phát triển mà chúng tôi cảm nhận rất là tích cực và hướng vào cái mong muốn của người tiêu dùng. Và ngay như các cái ngành nghề dịch vụ chúng tôi thì cũng đã được là cung cấp đủ các cái nhu cầu sử dụng điện. Thời gian qua, PC Thanh Hóa còn rất chú trọng đến việc cung cấp các thông tin dịch vụ trên website, số điện thoại, email của công ty, Zalo của khách hàng về các thủ tục đăng ký cấp điện, thu tiền điện, vân vân, để khách hàng nắm bắt quyền lợi, nghĩa vụ, đồng thời tránh phát sinh những khiếu nại, thắc mắc trong việc tính toán tiền điện và sử dụng các dịch vụ của ngành điện, giúp người dân bớt phải đi lại, không phiền hà, tạo lòng tin đối với khách hàng. PC Thanh Hóa đã ứng dụng các công nghệ thiết bị hiện đại như máy tính bảng trong khảo sát, lập dự toán, in phiếu thu, chụp ảnh hồ sơ lắp đặt công tơ công khai ngay tại hộ gia đình. Việc mà làm hài lòng khách hàng thì việc từ nhân viên đến cán bộ, lãnh đạo, người phụ trách trực tiếp đều phải hiểu rõ vấn đề này về đối tượng mình phục vụ. Cái này là thì đổi mới từ cái việc là thu tiền điện hay là đi phát triển mới. Cùng với việc nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, EVN-NPC còn chú trọng đầu tư khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc triển khai lắp đặt nhiều phần mềm hiện đại phục vụ cho sản xuất, triển khai hệ thống máy chủ thu thập dữ liệu công tơ điện và đưa hệ thống đường truyền tốc độ cao vào khai thác tại các địa bàn các tỉnh, thành phố, huyện.
cũng trong năm 2019, EVN MPC đã tổ chức cuộc thi dịch vụ xuất sắc nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong tổng công ty, đồng thời cũng là một phần trong kế hoạch tổng thể rộng lớn nhằm thực hiện hóa mục tiêu tầm nhìn của EVN MPC, đó là phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh điện năng hàng đầu khu vực Đông Nam Á bằng chất lượng nguồn nhân lực cao, lưới điện thông minh, văn hóa doanh nghiệp mạnh và dịch vụ xuất sắc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đặt mục tiêu là chăm sóc khách hàng và thực hiện công tác dịch vụ khách hàng theo chiều sâu, tức là không những là đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng nhưng mà phải đảm bảo là cung cấp điện cho khách hàng với chất lượng, với độ an toàn, với thời gian nhanh nhất. Chúng tôi có một cái bộ chỉ số đo lường cái mức độ hài lòng của khách hàng và chúng tôi có phân tích từng cái khâu, từ cái khâu mà đảm bảo cái thủ tục mà cấp điện cho khách hàng, trong cái khâu vận hành, rồi trong cái khâu mà quản lý, rồi cái khâu chăm sóc sau bán hàng. Năm 2019 cũng sẽ là năm EVN MPC tập trung mọi nguồn lực, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng như số hóa các dịch vụ điện, hợp đồng mua bán điện, triển khai việc tiếp nhận và giải quyết các dịch vụ điện ngay tại hiện trường bằng thiết bị di động, ký hợp đồng điện tử đối với khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt sau trạm công cộng, sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook vì mục tiêu chung hướng tới sự phát triển bền vững của tổng công ty và cung cấp các dịch vụ điện ngày một tốt hơn cho khách hàng.